Dạ con của em tên Lê Chí Huy hả thầy? Tí số con nữ tuổi số có phải không? Ôi đúng rồi thầy ơi. Con nữ ấy kiếp trước là tiên ở trên trời cũng đầu nữa hả? Chỉ đó hả thầy? Nhưng mà thầy ơi, nó học nhiều nó ốm, con đau xót quá thầy ơi. Thầy có cách nào giúp nó không cần học mà giảng đậu không thầy? Tưởng chuyện gì? Chuyện này ta đã làm cho biết bao nhiêu người rồi. Ta có lá bùa nữ đem về cho con nữ đeo, nó không cần học cũng đổ đạt ngay. Thôi tổ tổ gì? Trời hết luôn đi chị. Dạ tiền ngân hàng. Ta sợ cái công cấp đấy là nó hổng linh thiệt tự. Đầy cấp vậy nhá. Dạ. Thế thầy tốt ghê không? Ta tốt quá trời. Sách phân hình nữ đem về cho con nữ xem, nó không cần học chi hết cũng đổ đạt ngay. Ủa gì là chỉ cần đeo lá bùa này lên cổ và đọc cuốn sách này hàng ngày thì con của con có thể đậu đại học hết thầy? Ừ. Trời bao nhiêu giờ thầy hết đó nha. Con mà đậu đại học con tạ ơn thầy. Nhớ đi nữ nha. Dạ với thầy con về. Nữ về. Bài ơi, mẹ mới đâu về vậy? Ôi, mẹ mới đi qua ông thầy này nè, xin cho con lá bùa nè. Ông thầy này hay lắm, hay luôn con. Thầy này giờ kêu, để mẹ đem ăn cỏ cho con nha. Kêu con á, hàng ngày đọc cuốn sách phong thần này nè. Mà con không cần học bài, không cần tốn sức, mà con giảng đậu đại học cao. Mẹ ơi, con không tin vô mấy lời, cái bùa chú ở đâu nè. Trời ơi, con tin đi, ông thầy này hay lắm. Ông nói á, kiếp trước á, con là tiên á trên trời, bây giờ con học giỏi lắm luôn. Dạ mẹ. Ồ, vậy thôi con vô ăn cơm đi. Rồi còn lo học nữa. Dạ, con biết rồi. Ồ, vậy thôi vô. Cảm ơn mẹ. Sao mày? Ờ, cố tạm hỏi mày. Sao mày, giờ này tao thấy mày học làm gì hả? Trời, giờ tao cần học hả mày? Trời, tao có bí kiếp của mẹ tao cho tao rồi. Giờ tao không cần học cũng đậu nữa. Bí kiếp gì? Ờ, lá bùa nè. Đó. Rồi, còn cuốn sách phong thần đi nữa nè. Rồi, sách phong thần là sách gì hả? Mày muốn coi không? Ờ, cho coi chút không? Ờ, thôi, lỡ mày coi, cái kiếm của tao rồi sao? Tao đâu mượn tí tại liền à? Ờ, thôi, để bạn thân cho mượn xíu đó. Ờ. Thấy sao, bạn thân của tao? Không á, cái này anh gì đồng hiểu chưa mày? Trả mày nè. Thôi, mày nói gì vậy mày? Sách này của thầy bà cho mẹ tao cho tao, nói vậy tội chết. Thôi, nếu mày không tin tao á, thì mày vô thi đi. Nó tới giờ rồi đó. Ờ, vậy thôi, hồi có gì mày chỉ tao chứ? Ờ, hồi nó biết tao chỉ. À, giờ thì đã đến, đề nghị các em vào phòng thi. Chào các em, học tốt của các em nhé. Ủa, em không học bài hả? Dạ, thầy, dạ. Còn 15 phút nữa hết giờ là... Đã hết giờ làm bài, đề nghị các em bỏ chữ xuống để thầy thu bài. Chào các em, thầy hẹn gặp lại ở buổi thi chiều nay. Trời ơi, đúng là bói ca ma, quét nhà ca gác. Bùa chú hại cuộc đời luôn nè trời. Quen, quen. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì kể tao nghe được không? Thôi, tao không sao đâu. Mày đi về đi. Tao cũng không, không cần quan tâm tới tao đâu. Mày có chuyện gì tao? Thôi, mày đi về đi. Rồi, không vậy, về tao về. Có không nghe, học hành thi cử đó là do năng lực của mình, chứ không có thế lực hình thánh nào giúp đỡ mình hết trơn á. Ông cố gắng lên đi. Tôi với Nhã sẽ luôn giúp đỡ ông mà. Ờ, tao cũng hiểu rồi. Thì ra chuyện hồi sáng là à, thôi mình là thằng thông minh, tao tin mình sẽ làm được. Nghe hoàng thợ của tao. Ừ, tôi nghe Ngọc với Nhã nói tôi hiểu rồi. Ờ, đúng rồi. Chuyện học hành á, là do khả năng á, do nghị lực của mình á. Chứ không có thể thấy lực thần thánh nào có thể giúp được mình đâu. Tôi cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Không phải tìm lại chính mình nha Nguyên. Ờ, đây cũng là bài học kinh nghiệm dành cho mày đó nha Nguyên. Bạn thợ của tao. Ờ, thôi Ngọc về đi để tôi đưa Nguyên về. Ờ, với tôi về.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con gớt rồi mẹ ơi. Chị tên những lời bùa chung. Con học hành mà con gớt rồi mẹ ơi. Tại sao? Mẹ, tất cả tại mẹ vì mẹ mà con mới ra nông nỗi như thế này. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Huy à. Một phần lỗi cũng là do con. Con nghe bạn bè của con nói, con hiểu rồi. Con không trách mẹ đâu, thôi mẹ đứng lên đi. Chào chị, tôi xin giới thiệu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyên cũng như là em Ngọc. Tôi có nghe Ngọc kể về câu chuyện của chị, của Nguyên. Và tôi có một số chuyện muốn nói với chị. Giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, Đảng và Nhà nước đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, trong đó có nội dung bài trừ văn hóa phẩm độc hại, mê nạn mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời xác nhận nạn mê tín dị đoan, hành việc hành nghề mê tín dị đoan là một tội phạm. Điều 247 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định, người nào dùng đồng bóng, bói toán hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm, bị phạt tù hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội làm chết người thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc bị phạt tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Từ những thực tế trên, mong rằng các cơ quan chức năng với sự lãnh đạo tài tình sẽ có biện pháp đúng đắn để bài trừ nạn mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội với một cách thức mở và câu chuyện tìm lại chính mình. Mong rằng các bạn xem có thể liên tưởng được nạn mê tín dị đoan có thể còn trong xã hội hoặc được bài trừ ra khỏi xã hội. Nhưng mong rằng với sự lãnh đạo tài tình của các cấp chức năng lãnh đạo thì nạn mê tín dị đoan có thể thoát ra khỏi xã hội để bầu không khí xã hội được trong lành hơn, đặc biệt là trong môi trường học đường. Cuối đời em xin kính chúc quý thầy cô những ngày 20/11/2014-2015 có được một ngày Tết nhà giáo đầy ý nghĩa. Chúc các bạn xem diễn hôm nay các cô các chú có được một đêm xem văn nghệ thật là vui và hạnh phúc. Và cuối cùng em xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.
kết và thông qua danh sách các cá nhân và tập thể đã đạt được các thành tích xuất sắc trong các hội thi. Trân trọng kính mời thầy. Thầy Nguyễn Hữu Định, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa cô Lê Thiện Hồng, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý thầy cô, cùng quý vị đại biểu và khán giả thân mến, tôi thay mặt cho ban tổ chức lên thông qua cái quyết định và cái danh sách khen thưởng của các cá nhân và tập thể hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch số 189 trên KHTHBTTL ngày 28 tháng 10 năm 2014 của hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thế Lai về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua học tập và lập thành tích chào mừng 32 năm ngày thành lập Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong thời gian qua, toàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên học sinh toàn trường tham gia. Các hoạt động đã được các em tham gia nhiệt tình với sự cổ vũ của đông đảo phụ huynh học sinh, giáo viên trong và ngoài trường nhà trường. Để đánh giá kết quả mà các cá nhân và tập thể đạt được, thay mặt ban chấp hành toàn trường, tôi xin tổng kết các thành tích như sau. Trước hết thì xin thông qua cái quyết định về việc khen thưởng tập thể, khen thưởng cá nhân xuất sắc trong phong trào qua điểm 10 Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Sở Dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, trường Trung học phổ thông Thế Lai, số 113 trên QĐ THBTTL Thế Lai ngày 19 tháng 1 năm 2014 quyết định về việc khen thưởng cá nhân xuất sắc trong phong trào qua điểm 10 hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thế Lai căn cứ quyết định số 2820 trên QĐ UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập trường Trung học phổ thông Thế Lai trực thuộc Sở Dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ căn cứ thông tư số 12 trên 2011 trên TT BG VDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học. Căn cứ quyết định số 09 trên KHDTN ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Ban chấp hành đoàn trường trung học phổ thông Thế Lai về việc phát động phong trào qua điểm 10 chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xét đề nghị của Ban chấp hành đoàn trường quyết định điều 1 khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào qua điểm 10 theo danh sách đính kèm. Điều 2 ghi tên vào sổ khen thưởng của trường tặng giấy khen và phần thưởng bằng hiện vật cho các tập thể và cá nhân có tên ở điều 1 theo quy chế chi tiêu nội bộ. Điều 3 bộ phận tài vụ và tập thể cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Định đã ký. Đặng Trọng Nhân, chi đoàn lớp 12A8 đạt thành tích và qua 3 qua điểm 10. Thứ hai, em Nguyễn Thị Tú Ngân, chi đoàn 11A7 đạt thành tích 3 qua điểm 10. Số 3, em Nguyễn Quốc Duy, chi đoàn 10A7 đạt thành tích qua 3 qua điểm 10. Xin mời ba em vừa nêu tên chúng ta nhanh chóng bước chân lên sân khấu đi hát quốc ca. Thi hát quốc ca thì thầy mời các đại diện có tên sau để lên nhận cái phần thưởng về thi hát quốc ca. Mời tập đại diện của là lớp 12A5. Thầy mời đại diện tập thể lớp 12, 11A6 và tập thể lớp 11AV. Xin mời đại diện ba lớp chúng ta lên để nhận. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thi liên quan tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bài trừ văn hóa phẩm độc hại trong học đường. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ số 114 trên QĐ THBTTL Thế Lai ngày 19 tháng 1 năm 2014 quyết định về việc khen thưởng tập thể cá nhân xuất sắc của hội thi liên quan tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bài trừ văn hóa phẩm độc hại trong học đường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thế Lai căn cứ quyết định số
2820 trên QĐ UBND của ngày 24/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập trường Trung học phổ thông Lý Lai trực thuộc Sở Dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Căn cứ thông tư số 12/2011 trên TT BG GDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học. Căn cứ kế hoạch số 08 trên KHDTN ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ban chấp hành đoàn trường trung học phổ thông Thái Lai về việc tổ chức hội thi liên quan tuyên truyền phòng chống bài trừ văn hóa phẩm độc hại trong học đường năm học 2014-2015. Xét đề nghị của Ban giám khảo hội thi quyết định điều 1, khen thưởng cho 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi liên quan tuyên truyền phòng chống bài trừ văn hóa phẩm độc hại trong học đường theo danh sách đính kèm. Điều 2, ghi tên vào sổ khen thưởng của trường, tặng giấy khen và phần thưởng bằng hiệu quả cho các tập thể và cá nhân có tên điều 1 theo quy chế chi tiêu nội bộ. Điều 3, bộ phận tài vụ và các tập thể cá nhân có tên điều 1 chịu trách nhiệm thực hành quyết định này, hiệu trưởng Nguyễn Hữu Định đã ký. Sau đây tôi xin mời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi bước lên sân khấu để nhận phần thưởng. Một, thì mời em Nguyễn Quỳnh Như, lớp 12A6. Thầy mời đại diện chi đoàn của 10AV với tiểu phẩm Khởi đầu một tương lai. Thầy mời đại diện chi đoàn của 11A7 với tiểu phẩm Tin tưởng vào ảo tưởng. Thầy mời đại diện chi đoàn của 12A1 với tiểu phẩm là Tìm về chính mình. Trước hết xin mời em Nguyễn Quỳnh Như lớp 12A6 chúng ta tiến về phía trước. Em Nguyễn Quỳnh Như đã đạt cái giải là diễn viên xuất sắc nhất. Sau đây xin kính mời thầy Hoàng Quốc Trung, tổ trưởng tổ quản lý lên trao phần thưởng và giấy khen cho em. Muôn đời cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng. 10AB với tiểu phẩm Khởi đầu một tương lai. 10AB, bước lên phía trước. Chi đoàn 10AB rất là xuất sắc đạt giải 3 trong hội thi. Xin kính mời cô Trần Thị Thiết Loan lên trao phần thưởng và giấy khen cho tập thể lớp 10AB. Đi. Tiếp theo xin kính mời chi đoàn 12A1 tiến về phía trước. Chi đoàn 12A1 đã xuất sắc đạt giải nhất. Mời cô Hồng lên trao phần thưởng và giấy khen cho. Xin kính cảm ơn qua cái quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đã đạt giải trong hội thi tiếng hát học sinh giai đoạn lần 4. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi tiếng hát học sinh trung học lần 4 năm 2014 theo danh sách đính kèm. Điều 2, ghi tên vào sổ khen thưởng của trường, tặng giấy khen và phần thưởng bằng hiệu vật cho các tập thể và các cá nhân có tên điều 1 theo quy chế chi tiêu nội bộ. Điều 3, bộ phận tài vụ và các tập thể cá nhân có tên điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các đơn vị và cá nhân mà có tên thì chúng ta nhanh chóng bước lên sân khấu. Chi đoàn 12A8 với tiết mục múa Hồn Sen Việt bước lên sân khấu. Tiếp theo xin kính mời chi đoàn lớp 12A12 với tiết mục múa Nét Việt. Tiếp theo xin kính mời chi đoàn 12A2 với tiết mục múa Đất Nước. Em Võ Thị Như Ý lớp 10A13. Tiếp theo xin kính mời tiết mục song ca Đạo Làm Con do Mỹ Phượng và Bích Ngọc lớp 12A11. Tiếp theo mời em
Nhã ca lớp 12A10. Em Mộng Cầm và Yến Nhi lớp 12A12. Em Sương Mai và em Quang Đức 12A9. Em Phương Nguyên và em Tiết Nhi lớp 10AB. Em Phạm Thị Tiết Kha lớp 10A12. Cái tiết mục múa 12A8 đạt giải 3. Cái tiết mục múa nét Việt của lớp 12A12 đạt giải 2. Cái tiết mục múa đất nước của 12A2 đạt giải nhất. Về giải nhất thuộc về đơn ca với tiết mục Người Thầy Năm Xưa của em Võ Thị Như Ý lớp 10A13. Với tiết mục Đạo Làm Con do Mỹ Phượng và Bích Ngọc lớp 12A1 đạt giải 2. Tiết mục đơn ca Quê Hương Tuổi Thơ do Nhã ca trình bày. Và song ca Sau Mưa Giông Đất Phương Nam do Mộng Cầm Mỹ Nhi trình bày đồng giải 3. Và các tiết mục Trường Cũ Tình Xưa do Sương Mai và Quang Đức 12A9. Bài học đầu tiên Phương Nguyên Tiết Nhi 10AB. Đơn